Chào quý bà con trồng sầu riêng, như các bạn đã biết, để có một vụ mùa bội thu là cả một quá trình chăm sóc của nhà vườn, trong đó công tác giữ cho một bộ lá xanh, dày, khỏe, chống khỏi sâu bệnh hại là một công tác vô cùng quan trọng, bởi vì lá là cơ quan tích lũy dinh dưỡng nuôi quả. Một bộ lá xanh, dày là tiền đề cho một vụ mùa bội thu. Hiện nay ở các tỉnh Tây Nguyên thì nhiệt độ khá là cao, đây là điều kiện thuận lợi cho nhện đỏ tấn công gây hại ở trên vườn. Bởi khi nhiệt độ và nắng nóng kéo dài thì sẽ làm cho vòng đời của nhện đỏ rút ngắn lại, khả năng sinh sản tăng nhanh. Từ đó, mật độ gây hại ở trên vườn cao. Minh chứng là khi các bạn ghé vào vườn sầu riêng sẽ rất dễ bắt gặp hiện tượng bị nhện đỏ ở trên vườn. Vậy làm thế nào để phân biệt được cây bị nhện đỏ tấn công và cây không bị nhện đỏ tấn công? Hôm nay Hoàng Minh sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé! Ba chiếc lá được lấy từ hai cây bị nhện tấn công và không bị nhện tấn công. Bằng mắt thường chúng ta cũng có thể quan sát hai chiếc lá ở trên này có biểu hiện bệnh bệnh và chiếc lá ở dưới thì khỏe, xanh và bóng. Đây là chiếc lá không bị nhện tấn công và đây là chiếc lá bị nhện tấn công. Bà con có thể quan sát kỹ hơn để thấy sự khác biệt. Nhện thường gây hại ở lá già và thường tập trung gây hại và chích hút ở mặt sau của lá. Chúng để lại những vết chích li ti. Nhện ăn biểu bì của lá, từ đó làm cho lá bị bạc màu, khả năng quang hợp và tích lũy dinh dưỡng giảm. Cây bị nhện tấn công nặng sẽ rụng lá, trái thì chậm lớn, kém phát triển hơn so với những cây bình thường. Lá khỏe, lá phát triển xanh, dày và bóng, mặt sau không có sự gây hại. Lá như thế này thì khả năng tích lũy dinh dưỡng và nuôi quả sẽ khá cao. Hoàng Minh vừa hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt lá bị nhện đỏ tấn công và lá không bị nhện đỏ tấn công. Vậy làm cách nào để quản lý được vườn, cho vườn có một bộ lá xanh, dày và khỏe? Hoàng Minh khuyến nghị các bạn sử dụng sản phẩm đốc tơ nhện và sạch nhện để quản lý hiệu quả trên vườn. Khi mật độ gây hại cao, chúng ta có thể kết hợp thêm xích thố mã để tăng khả năng quản lý lưu dẫn của thuốc. Chúc bà con có một vụ mùa bội thu.